Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay chúng tôi mình nhận hôm nay mình vay cũng lại khoảng là 12:52. Hôm nay là bạn đã gần xa nha các bạn. Hôm nay chúng tôi nhận chiếc máy cắt Kubota DC 70 nha. Máy này năm nay là đời đầu. Chạy một viên số 3 lúa sập nha các bạn. Hôm nay nhận sẽ cho các bạn mà người cùng đánh khách đón xem nha. Đây chiếc DC 70 cắt lúa vụ tháng 10, vụ lúa hè thu năm 2024. Bữa nay là thứ sáu ngày thứ năm hay là thứ sáu, bữa nay là ngày 4 tháng 10 năm 2024. Bữa nay là dằm ngày mùng 2 âm lịch tháng 8 lộn tháng 9 năm Giáp Thìn. Bữa nay dằm ngày như là mùng 2 tháng 9 các bạn, âm lịch. Bữa nay là năm Giáp Thìn nha. Hôm nay chúng tôi nhận sẽ cho các bạn mọi người những trải nghiệm thú vị. Hôm nay là vô lúa sập bị ngã các bạn. Bữa nay chắc hay là bỏ luôn các bạn. Bữa nay thấy đám lúa sự sập hết trơn nha luôn. Rồi này mùa lúa tại vì vô hè thu nó sập hết giáo các bạn. Này coi xem nè, nó sập hết giáo hết chưa? Tại vì hồi nãy nó lá mạ thì còn nó lên hết chưa các bạn. Sập đều đất hết trơn luôn. Cái này nè coi bị nó sập hồi nãy nó sắt chất vô luôn ngay luôn các bạn. Sập vô đây luôn. Bây giờ nhưng mà thấy tại vụ lúa hè thu năm 2024 các bạn. Bữa nay lúa nó sập hết trơn ra luôn. Thì không còn đám nào gì luôn các bạn. Nè các bạn thấy không, nó sập hết giáo luôn các bạn thấy chưa? Tại vì hồi nãy thấy tại vì nó nằm xuống xuống với cái lặn cái bông các bạn. Bây giờ năm nay chiếc 70 gắn cắt hết rồi. Bây giờ chuẩn bị mình tranh thủ 12 giờ trưa và 13 giờ trưa nha các bạn. Chiếc DC 70 bữa nay là vô lúa sập nha các bạn. Này hốp cày cày các bạn. Đây là tới gần hình như là 1 giờ trưa các bạn, hình như tới gần 1 giờ trưa luôn. Và cái này che hết cái này luôn các bạn. Che hết cái này luôn các bạn. Còn khúc ở dưới bên đây các bạn.
tới này tới dưới bên đây nó sập hết cháo các bạn thấy chưa. Bây giờ hơi nhưng mà hồi nãy thấy lúa tại vì mưa tại nó giông gió thì lúa ngã các bạn. Bây giờ chuẩn bị nãy nó sập có cái bông thì nó sập hết cháo ra luôn các bạn, tại vì nó nằm trong số cái sập sát đất dưới đây luôn. Bây giờ thì tranh thủ những cái máy DC70, máy năm nay chuẩn bị vụ mùa hè thu năm 2024 nha các bạn. Năm nay khu vực năm nay máy năm nay chuẩn bị hồi nãy vụ mùa hè thu các bạn. Bữa nay tại nông nghiệp thì nói chung bạn bè năm nay ai nhưng mà cũng có cái máy đó, thì có xài máy kia mà người toàn bộ những ai cũng thích máy đó, là làm rất tốt mọi người ủng hộ mọi người bà con nông dân nha các bạn. Thì mới nông nghiệp thì năm nay toàn ba cái xe cắt lúa thì máy toàn cả đồng thì bao nhiêu cơ chục ngàn thì có xài máy cắt máy kia có xài được máy được. Rồi hớp cắt lúa thay giạc các bạn. Mình xin tạm dừng nha, hẹn gặp lại nha.